Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin cập nhật mới nhất về diễn biến của cơn bão số 3 và hậu quả mà nó đang gây ra đối với khu vực Đông Bắc Bộ. Cơn bão số 3 đang tiến rất gần đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình rồi, mưa gió trên đảo và đất liền đang ngày một mạnh lên. Cùng cập nhật những diễn biến mới nhất với anh Thanh Tùng từ trường quay thời tiết. Xin mời anh Thanh Tùng ạ. Dạ vâng, thưa chị Hải Yến cũng như là quý vị khán giả, cường độ bão thì vẫn đang rất mạnh, là cấp 13, tương đương với sức gió là 134 đến 149 km mỗi giờ, giật cấp 16 và cơn bão này đang đi nhanh. Hoàn lưu mây bão vẫn đối xứng và nó bao trùm trên một phạm vi rất là rộng từ khu vực Vịnh Bắc Bộ vào đến đất liền của Đông Bắc Bộ. Gió trên các đảo và ven biển ở Quảng Ninh, Hải Phòng liên tục mạnh lên. Tại Bạch Long Vĩ thì đã ghi nhận là gió mạnh cấp 13 và giật tới cấp 14, còn ở Cô Tô thì gió cũng mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Đã làm gãy đổ cây xanh, tốc mái tôn biển hiệu. Các nơi khác ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, gió cũng mạnh lên cấp 7 đến cấp 10. Mưa ở các vùng đảo và ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng thì cũng đã tăng lên, mưa to đến rất to. Tại Cô Tô thì lượng mưa đã vượt 100 mm, nhiều nơi khác cũng là có lượng mưa lớn, đó là từ 66 cho đến 92 mm. Với tốc độ di chuyển là khoảng 15 cho đến 20 km mỗi giờ thì khoảng 3 tiếng nữa, cơn bão số 3 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và cường độ sẽ là cấp 10 đến cấp 12, tương đương sức gió là 89 đến 133 km một giờ. Mưa gió trên vịnh Bắc Bộ và đất liền sẽ ngày một mạnh lên. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, gió sẽ tiếp tục mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 17, biển động dữ dội. Ở trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh cho đến Thanh Hóa thì gió sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão là cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền của khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Cùng với gió mạnh thì bão số 3 cũng gây mưa lớn từ nay cho đến sáng thứ hai ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến có thể lên tới là 100 cho đến 350 mm. Và có những nơi thì mưa rất to, lượng mưa là trên 500 mm, khả năng sẽ tạo ra một đợt lũ trên các sông, gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp và các khu đô thị. Ngoài ra thì lũ quét và sạt lở đất cũng có nguy cơ cao xảy ra ở các khu vực vùng núi. Và những diễn biến tiếp theo của cơn bão này thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật. Xin trở lại trường quay thời sự. Xin được cảm ơn anh Thanh Tùng. Vâng thưa quý vị, cơn bão số 3 lúc này đã áp sát huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Trời mưa lớn kèm theo gió mỗi lúc một mạnh hơn. Ghi nhận gió mạnh tại Cô Tô đã lên tới cấp 13, giật cấp 16, tương đương với sức gió mạnh từ 134 đến 149 km một giờ. Cảnh báo trong trưa và chiều ngày hôm nay khi mà cơn bão số 3 quét qua, huyện đảo Cô Tô tiếp tục duy trì gió mạnh và mưa lớn dữ dội. Tại Cửa Ông của tỉnh Quảng Ninh thì gió bão hiện nay đã ở cấp 12, giật cấp 14. Tại thành phố Hải Phòng, gió bão ở cấp 7, giật cấp 9. Tỉnh Thái Bình cấp 7, giật cấp 10, còn tại thành phố Hải Dương, gió ở cấp 6, giật cấp 8. Hiện tại Hà Nội, gió đang ở cấp 5, cây cối ngả nghiêng, mọi người đi qua các tòa nhà cao tầng và cầu vượt vô cùng khó khăn. Cơn bão số 3 đang có những tác động ngày càng rõ rệt trên đất liền các tỉnh ven biển. Tại tỉnh Quảng Ninh, thì phóng viên Quỳnh Hoa đang có mặt tại thành phố Cẩm Phả sẽ thông tin chi tiết về diễn biến thời tiết tại thời điểm này. Xin mời chị Quỳnh Hoa. Vâng, hiện nay thì tôi đang có mặt tại đường ven biển của Cẩm Phả. Mưa đang rất to và gió đang rất mạnh. Có thể thấy là gió giật và đổi hướng liên tục. Trên đường đi tác nghiệp từ thành phố Hạ Long về đến đây thì nhiều đoạn đường, chính xe ô tô của chúng tôi một số thời điểm đã không thể di chuyển nổi do gió rất mạnh. Và nhiều cây xanh trên đường đã không thể chống chịu được sức gió này. Hàng loạt cây ven đường đã bị đổ rạp. Một số những tấm tôn và biển hiệu quảng cáo đã bị gió thổi bay. Vì vậy là rất nguy hiểm nếu mà lưu thông ở trên đường vào lúc này. Số liệu mới nhất mà chúng tôi cũng vừa cập nhật được, ở trên đất liền của tỉnh Quảng Ninh thì gió đang rất mạnh. Gió ở Cửa Ông mạnh tới cấp 12, giật cấp 14. Các nơi khác như là tại Cẩm Phả hay là Móng Cái, gió cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 10 đến cấp 12. Còn lượng mưa đo được đến lúc này ở Cửa Ông, Vân Đồn hay là Cẩm Phả đã gần 100 mm. Ngành giao thông địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu như là cầu Bãi Cháy, đường cao tốc Hạ Long, Vân Đồn và các khu vực ngầm tràn. Riêng với cầu Bãi Cháy thì hiện đã tạm dừng cho người và phương tiện thô sơ qua lại vì gió đã rất mạnh. Và dự báo là mưa và gió mạnh sẽ còn tiếp tục duy trì khi
khi mà bão đang tiến gần về đất liền trong một vài giờ đồng hồ nữa. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa bão tại Quảng Ninh trong các bản tin tiếp theo. Xin được cảm ơn chị Quỳnh Hoa. Còn ở Trung Quốc, theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng tại đảo Hải Nam đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 92 người khác bị thương do cơn bão Yagi. Đến sáng ngày hôm nay, bão Yagi đã để lại những con phố ngập lụt và các con đường cây đổ hàng loạt tại đảo Hải Nam. Gió mạnh liên tục lên tới 234 km/h, nhiều ô tô đã bị cây đổ đè bẹp, các mảnh vỡ bay khắp đường phố của thành phố Hải Khẩu. Chỉ hơn 1 giờ sau khi bão Yagi đổ bộ, đảo Hải Nam đã chứng kiến tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình. Các hoạt động dọn dẹp đang được khẩn trương tiến hành. Những diễn biến mới nhất của cơn bão số 3 Yagi sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.